Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em bọn mình. Hôm nay thì mình với Út ra nhà anh trai các bạn ạ, làm giúp anh công việc của buổi chiều hôm nay, đó là ngâm cái ván này xuống cái hố này đây các bạn này. Mang điện thoại ra đây không? Để Út đang lấy cái vồ để đóng cái cọc các bạn. Dùng các cái cọc ở đây đóng xuống đây để ngâm cái ván này thì khoảng đầu tháng năm thì nhà anh mình làm nhà mà cái số ván hôm trước cũng bận đi xẻ đấy. Anh Hòa thì hôm nay anh ấy bận đi làm xưởng đi công ty nên là không ra giúp anh em được. Đây anh em mình chuẩn bị xử lý cái đống ván này các bạn. Từ nhỏ đến lớn bây giờ thì hôm nay mình mới được xem ngâm ván. Cái này là cái bột gì đấy? Vôi à? À vôi bây giờ nó lại kiểu này nhỉ? Đây bây giờ sẽ như này các bạn ạ. Phương pháp của hôm nay sẽ là đóng hai cọc ở hai đầu. Sau đó là sẽ nhét ván ở dưới ạ. Một cọc bên kia và một cọc bên này. Để một cây ngang nữa. Bên này cũng như làm như thế. Và anh em sẽ nhét ván ở dưới. Cái hố này thì là máy múc đã múc trước rồi. Máy múc đã múc cho một cái hố ở đây. Đó lại là cái đống gỗ từ mấy cây gỗ nha. À cái đống gỗ này từ khi chặt đến khi ngâm xuống đây là phải mất 3 ngày nhờ anh em làm. 3 buổi thực tế các bạn. Hôm chặt một buổi, hôm bốc lên xe đi xẻ một buổi và bây giờ là ngâm một buổi. À, tổng là 3 buổi. Chỗ này làm thêm à? Thêm được làm một hàng. Đấy, anh em đang phát hiện dưới này hình như có cái gì lạ lạ đúng không? Nhẫn dài cho tận trông này các bạn. Đá thôi à? Rồi ạ, cứ tưởng bom. Đây là trống đồng ở đấy thì chết. Phải không? Úi sờ lại xem nào. Mình có con trống rồi. Đá thôi gì? Thôi kiếm nó vô mày đâu. Thế đây là anh em đã đóng xong bốn cái cọc rồi. Như cọc Bạch Đằng ấy nhỉ, nói đóng cọc ấy nhỉ anh nhỉ. Quân tử có thương thì đóng cọc, nhưng đừng muốn mó nhựa ra tay à. Ba chìm bảy nổi à? Ba chìm bảy nổi chín cái lanh đanh, mà có mình có ta. Sao lại có mình có? Ra cám. Chẳng biết vét bên nào trước. Chắc kìa. Bây giờ anh em bắt đầu nhét ván thử này. Số lượng ván quá nhiều luôn các bạn, hết chỗ này. Cái ván đầu tiên. Chỗ đấy múc sâu tầm 1 mét thôi nhỉ? Cái hố này đã múc trước được, tầm 1 mét. Được anh ạ. Ấn như này tí nữa vẫn được một vành ngang ở bên này nằm trên chốc rồi. Vâng. Cẩn thận mà dám phải kíp bom dưới nhá. Dám nhìn tía chết mẹ mất con. Thế nhờ. Đã còn tức cạnh luôn ạ. Nên phải có ấn tịa cho anh. Thế nào có ông Hòa đấy, đừng cho nào cho ngửa đấy. Cho nó ngửa mới được nhiều. Đây anh em đang xếp nghiêng. Cho nghiêng á.
nghiêng. Nó chỉ có một lần nghiêng thôi à? Có một lần thôi, nghiêng thì chỉ có một lần ngửa lên được. Nó múc sâu chứ anh, nó múc sâu chứ. Nhưng mà nó lại cái đổ. Nó cứ đổ anh, nó đổ nghiêng nó đổ hết rồi anh ơi. Đâu cái dám chân vào mà. Cho nằm xuống. Nhưng mà cái dốc nằm không. Nằm sợ nó bênh cái cây cọc lên gì. Anh à, cậu đấy, út cái dẫm mà bà. Nó đang nghiêng lên này. Nghiêng. 30 năm cuộc vọng còn đây. Tôi cái ốc mà ăn trù. Cái nằm cả phôn mà ngâm vạn. Tôi là thả ăn ở. Ôi, nếu bác kia cho mày con như bác sợ lúc nào lần thả lại từ từ nằm xuống là xong một đời. Ê. Tỏ mà cần phải là nghiêng út. Dạ. Em tắt vào mắt về với anh đi. Anh 10 triệu. Có mấy nào? Anh em cứ làm đi, ở dưới này có xoài xanh rồi. Ai cho thẳng, đừng cho vào cọc à. Được rồi. Tôi nghe đánh thì trả ra thế nào. Chưa đâu. Ờ. Quá xuất thần chả phải chú. Gặp to to này. Cả đát xuống. Ôi làm trước một miếng anh em nhá. À, chua quá. Cho nên đàn bà mừng tìa đừng có hỏi. Mừng tìa. Ai à? Có lắm, lấy một tô hỏi dạ. Đây là bình bình chỗ này rồi. Cái làm gì? Đây đây là cái bồn rác tung ca. Để đây là lấy lại cho hết luôn. Tao hôi đi là giờ là nước rồi cho. Còn ngon còn ngoãn. Mày phải ngót các rừng tôm nha bác. Như cho các bồn chuyện cho là sai. Trẻ không ăn xoài. Không cắn được chắc. Không ăn mà. Các anh đã làm xong cái kia rồi, bây giờ chuẩn bị vùi đất rồi. Còn số còn lại này sẽ cho xuống cái hố chỗ út kia. Thế chắc phải 3 hố mới xong được nhỉ. Thế là hết một ngày quá. Một ngày mà vẫn còn phải thừa bấy nhiêu ván này. À, cái này thì cất lên nhà. Cái này không ngâm à? Gì? Không ngâm, cứ đây không ngâm. Còn lại
đặt đốt đất chỗ này nữa là xong thôi. Thôi chỗ này để cho anh Duy nhà mình với anh Út làm nốt thôi. Đến trên nhà xem là cơm nước như nào đã. À, lại xách bò nộm đúng không? Chín chưa? Hôm nay sẽ thịt lợn luộc nhé. Bò bơ rồi. Xách bò nha các bạn nhé. Cái gì trong này không chả? Còn gọi đi bò hả? Cho nó mắc đấy nhỉ. Đây. Đây là quả thận bò này. Thận bò. Thận phải không? Thận bò thận. Đây là măng luộc. Đây là nha các cái món ăn của buổi chiều ngày hôm nay nhé. Đậu nữa. Cái này sẽ ông trẻ đạo diễn nha, mình sẽ phụ giúp ông trẻ. Thịt thì cái này còn bỏ hả? Bỏ ăn luộc luộc. Vác thanh xà kiếm. Tức là còn thừa mấy tấm thì anh chị cất lên chuồng lợn các bạn. Các món ở trong bếp thì hôm nay vẫn phải hy sinh một con gà. Gà lai đông cảo. Chân rất là to. Úi trời. Con này hôm nay sẽ rang nhá. Không ăn luộc nữa, bởi vì ăn hôm qua ăn luộc rồi. Rang gừng thôi để ăn cơm thôi. Còn nha anh em nha các bạn nha. Hay là mình không lấy ruột nữa nhá. Ruột đó con gà này phỏng ruột nên là không biết có lấy không nhỉ. Có cái xiên đây nè. Lấy đi lấy tắm con đi. Để cho ít nước vào để thiết tắm. Điện thoại đâu gọi thằng Đăng thằng Dương trong đêm lại lên tối. Gọi đi mà. Đây măng thì Út đã thái rồi các bạn nhé. Đây. Chỗ này Út đang chuẩn bị thái nốt đây cái phần xách bò. Món đặc sản. Chả đặc sản. Cái này không phải là đặc sản. Đây thịt lợn luộc đây. Còn một món thịt gà rang nữa thì anh em đang rang trên này. Đây thịt gà rang các bạn nhé. Em đang đông bụng ngoài đó. Không có tiền đó chị mình phải bắt ra một chuyện này. Thế là cứ có mỗi tuần nó sẽ từ rồi. Lúc đầu nó chẳng có mai nào. Còn cả hai có không nhỉ? Đây rồi. Mai là đi không đi em mai à? Sáng mai là đi vậy. Đi sớm bạn. Bảo là tiêm hôm đi làm xưởng và mai mới lấy tiền. Thế là đấy bảo là sáng mai mới đi sớm. Đây. Nó đau bụng quá. Gà lốm lốm là chèm lúc ạ. Đâu cái này chấm muối à. Không lấy tiền sao nhỉ bà ạ? 10.000 đưa tờ 500 nó chẳng có tiền trả lại thôi. Con này ô vai này. Tìm cho anh thằng đầu cánh nha. Nếm thử xem nào ơi. Chắc là ngon rồi. Cha mày thấy dày đấy. Thành liên gọn nhỡ gì nhỉ? Bà dưa. Cái gì? Sao thế? Tôi đang mặc cà chua.
thì nó còn đậu nữa. Cô đây thái luôn đậu luôn đi. Vợ của chị trong miệng. Đây, chuẩn bị ăn cơm nha các bạn nhé. Hôm nay anh em bọn mình sẽ uống bia thôi. Thì có hai chai bia thì chia nhau mỗi anh em một ít thôi. Thế còn bác thì chắc bác uống rượu. Bát của Dương này, Dương ăn cơm thôi. Gãy răng đấy Út ạ. Thế từ lúc chả làm thì người ta làm. Thế nhanh lên. Thế uống đi nhờ. Rồi, mời cả nhà đi. Mời các bạn uống bia nhá. Anh vô nha. Bác không cho uống rượu không? Uống rượu đâu. Bia này nó kiểu gì nhỉ? Hay hết hạn rồi nhỉ Út? Hết hạn đâu? Từ Tết đúng không? Giờ Tết rồi. Tao uống đi. Nhiều không à? Đang không à? Bên à, ông trẻ chắc ở nhà ăn cơm rồi. Con chấm à? Có ấy không? Mua thử. Mua đây. Hôm nay chắc là chủ yếu ăn cơm thôi. Nào uống đi uống đây. Rồi hết hai chai đi. Nào, vô. Anh đi con. Ăn gà gà ăn đậu không? Thận bò đi. Ai nhặt hết đậu đây? Quả thận này có phải 5 lạng quá. Mỡ rồi. Mỡ thận. Làm cho tà đúng chưa? Nào, Út đây còn một chai nữa phải không? Hay hết rồi. Chia nhau nốt đi. Nửa chai. Rót ra để chia nhau nốt đi nào. Cho nó hết bia đi để anh em ăn cơm nào. Rồi chắc là hết chỗ bia này anh em mình nghỉ thôi. Chuyển sang ăn cơm rồi các bạn. À, những món ăn hôm nay đây. Sạch bò nướng. Nhưng mà con này không, con này dai nhỉ? Sạch bò hôm nay dai quá. Măng này chắc măng ở mình đi rồi, chả có thể măng trên da nữa. Măng ở mình hả? Ôi, làm tí thịt luộc đi các bạn. Đi xong rồi. Chơi khủ long. Không phải khủ long bánh nhau. Chơi khủ long rồi. Phần đất chỗ này xin phép nghỉ các bạn nhá. Để uống bia đã. Ăn cơm đã. Luca. Luca làm ăn nữa à? Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình nhá. Cơm mình thì đấy.